đây là mẹ làm con nhím nè. Đây là trứng gà. Trứng gà con. Đẹp không? Nhìn. Ca ca với bé thấy mẹ có khéo tay không? Thơm không? Nhưng mà mẹ chưa hấp, để mẹ hấp lại nha. Ca này. Ca này, con nhìn mẹ làm đẹp không? Đẹp không? Thơm không? Thôi, cứ cúi xuống để ăn đi. Mẹ đi hấp đây. Nào nào nào. Ngồi im đây để mẹ đi hấp. Trứng gà thôi. Đây là trứng gà này. Ừ. Đây là con nhím này. Còn để bụng mà ăn bánh bao chứ. Gạo này phải nấu lên nhé. Hai đứa thích như gà này. Ừ, thơm lắm, thơm mùi dừa. Mẹ xem nào, mẹ nhận thấy xem nào. Thơm nhỉ? Rồi thêm một tí là cho chắc. Cho chín. Xem bánh nhím có vị gì nha.
ăn bánh gà. À bánh trứng. Em ăn bánh trứng. Còn ăn bánh nhím đi. Ăn bánh gì? À. Ăn đi. Ngon nhỉ. Bánh nhím này. Ừ. Mà ăn đi. Em ăn đấy. Đây. Em ăn đây. Ừ. Ngồi ở đây ăn. Ăn con gà. Ừ, bánh con gà đó các con. Các con thích cái bánh này à? Mà ăn này bỏ ra ngoài rồi. Đưa này. Ngon không bé? Ngon. Ngon không? Em ăn bánh con gà. Ừ,